Hello, xin chào tất cả các bạn đang xem video clip trên kênh của Long Vlog 2000 nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chiếc xe điều khiển mình vừa mới tự chế tạo xong. Và đây là chiếc xe điều khiển hai cầu các bạn nhé. Có cả cầu trước và cầu sau. Những bộ phận của xe như phần thân xe là bằng gỗ và bằng tre mình chế lại. Còn bộ phận bộ phận bánh trước, bánh sau cũng như cái viên pin là và bộ điều khiển thì mình tháo lại từ một chiếc xe điều khiển và mình chế vô chiếc sườn này. Đây là chiếc điều khiển của xe. Còn đây là bộ nhận lệnh. Đây là pin của xe. Pin 4.8V các bạn nhé. Chiếc xe này do có hai cầu nên nó rất là khỏe. Ở chiếc xe này thì mình cũng đã độ luôn cái giảm xóc cho xe các bạn nhé. Có cả giảm xóc trước và giảm xóc sau. Đây các bạn có thể thấy nó rất là nhún này. Đấy. Và đây là lốp cao su các bạn nhé. Chẳng khác gì lốp ngoài đời. Đấy. Còn đây là giảm xóc trước này. Khi mình chở nặng thì nó sẽ nhún. Đấy. Nó nghiêng này. Rất là nhún các bạn. Ok, và mình sẽ thử điều khiển cho các bạn xem liệu nó có hoạt động được không nhé. Đấy. Đây. Qua phải nè, qua trái nè. Lùi. Đấy. Mình sẽ cho nó là chướng ngại vật xem sức khỏe và độ êm ái của nó như thế nào. Không có gì cả. Chướng ngại vật này không, đối với nó không có gì cả các bạn. Xe rất là mạnh. Không thể làm sao được nữa. Đây là chiếc xe hai cầu. Nếu mình dơ như thế này thì các bạn sẽ thấy cả bánh trước và bánh sau của chiếc xe đều chạy. Đấy. Đây là bước đầu, mình chỉ mới hoàn thiện phần sườn của chiếc xe thôi. Mình sẽ cố gắng làm thêm một cái thùng của chiếc xe và mình sẽ cố tạo phần đầu của chiếc xe cho nó đẹp hơn. Ý tưởng của mình về chiếc xe này là một chiếc xe công nông thời xưa, kiểu thời xưa mà chuyên chở gỗ đó các bạn. Mình sẽ làm mấy cái thanh chỗ này để chất được nhiều gỗ. Và về sau thì sẽ có clip chiếc xe này chở gỗ cho các bạn xem. Ok, và các bạn đang xem cái video này của mình thì hãy đăng ký kênh, thích video và chia sẻ video để ủng hộ mình trên YouTube các bạn nhé.